Giới thiệu với anh em bộ máy này là cái bộ máy có thể ép được cả màn cong và màn thẳng. Có cái hai chế độ ép là OCA và LCD. OCA này mình sẽ có thể chỉnh cân và nhớ được. LCD cũng có thể chỉnh cân và nhớ được. Ví dụ như OCA mình đang ép để ép là 4 cân thì mình chỉnh lên là 4 cân hoặc có thể chỉnh lên, chỉnh xuống và nó sẽ nhớ. Đấy, khi mà chuyển sang chế độ LCD mình đang để là 1 cân hay là 2 cân là do cách làm của anh em thôi. Để bao nhiêu thì nó sẽ nhớ được cho mình cái vị trí như vậy. Để khi mà mình chuyển qua lại để mình ép. Đây là nhiệt độ. Và đây là thời gian hút và đây là thời gian ép. Đây. Hút chân không thì nó sẽ chạy theo cái vòng kim này. Khi đạt được cái hút chân không thì nó sẽ thể hiện ở cái đồng hồ đó. Đây là cái nút dừng khẩn cấp, đây là bật tắt. Sau khi mình ép màn thì mình có thể chuyển cái này sang ép keo, mình chuyển sang để ép màn là mình không phải chỉnh nữa khi mà mình đã đặt sẵn rồi. Ví dụ như bây giờ mình lấy ra, lấy kính keo này ra, mình ép rất là đẹp và gần như không còn chút bọt nào luôn. Một xíu ở mép bắp này, đây một xíu nữa đó, gần như là hết sạch. Thế này chỉ hấp thì một phút là đẹp keng. Test máy ép bằng cong và thẳng. Khi ép màn thì chuyển sang chế độ LCD này, cân đã được chỉnh sẵn này, nhiệt độ này, còn thời gian hút thì nó ép.
Bên này thì ít bọt không?